Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Thất hiệp ngũ nghĩa trên kênh Cáo Vàng Media, chương 19 có nhan đề, vì ếm ma, trung thần phải nạn, giết yêu đạo, hào kiệt lập công. Mời quý khán thính giả, lắng nghe. Bao công khi được thăng chức thừa tướng thời nhớ tới ơn Nam Hiệp triển chiều lắm, một hôm đi chầu về vào thư phòng viết một phong thư truyền. Bao hưng sắm hậu lễ sai người mang 300 lượng bạc tới phủ Thường Châu, huyện Võ Tấn. Thôn Ngọc trượt rước triển Hùng Phi và viết luôn một phong thư khác về thăm nhà. Sau đó chợt thấy viên đầu một vào bẩm, có một người đàn ông và một người đàn bà kêu oan ngoài phủ. Bao công lật đật thang đường, cho đòi hai người ấy vào. Cả hai đều trạc tuổi ngũ tuần, bao công cho đòi người đàn bà lên hỏi, bà ta khai rằng, tôi là Dương Thị, chồng họ Huỳnh chết đã lâu rồi, có để lại hai gái, đứa lớn tên Kim Hương, đứa nhỏ tên Ngọc Hương, con nhỏ đã hứa gả cho con trai Triệu Quốc Thạnh đến ngày cưới con nhỏ về nhà chồng còn con lớn cũng đi đâu mất, tìm kiếm hết sức không được, tôi bối rối vô cùng, ai dè họ triệu tới, nói tôi là tráo chị Duyên em, không biết y lấy cớ gì tôi đã mất con mà còn vô điều chẳng phải nữa, xin lão gia phán xử. Bao công nghe xong hỏi rằng, nhà bà thường có thân quyến tới thăm luôn chăng? Dương Thị đáp, chẳng những là thân quyến, cho tới nhà ở chồng sớm cũng không mấy khi tới thăm. Bao công nghe rồi hỏi tới Triệu Quốc Thạnh, Thời y khai rằng, tôi nguyên có định hôn cho con tôi với đứa con gái nhỏ của bà họ Dương, vì con ấy xinh xắn, còn chị đó thì xấu lắm. Lúc rước dâu về nhà té ra bị tráo chị thế duyên em, tôi tức mình tới rầy rà với bà, thời bà ấy lại bắt đền tôi sao cưới em mà lại rước luôn chị, vì sự ức cuối sinh thượng quan thẩm xét. Bao công hỏi rằng, ông biết rõ mặt hai chị em đó hay không? Triệu Quốc Thạnh đáp, trước khi tôi chưa kết thân cũng đã biết rõ cả mặt chúng nó. Bao công nghe rõ đầu đuôi tạm cho cả hai lui về, chờ người dọ tin. Bao công lui vào thư phòng, bao hưng dân trà lên, uống được ít hớp, thời thấy đôi mắt đờ đẫn và nói rằng, hơi dị tanh quá vậy. Nói rồi ngã gục xuống mê mang bất tỉnh, bao hưng la hoảng lên, bọn Lý Tài chạy vào đỡ đem lên giường. Lý phu nhân nghe tin cũng chạy ra, chỉ thấy bao công nằm dài trên giường, mắt trợn ngược, trông không đảo nữa không hiểu bệnh tình ra sao, rất là lo sợ. Ngay sau đó thấy công tôn sách tới, đi thẳng lại giường chẩn mạch cho bao công. Coi xong lấy làm lạ lắm. Bao hứng hỏi, bệnh tướng công thế nào? Công tôn sách đáp, đó chẳng có bệnh chi, chẳng qua là mê ngất một lúc thôi. Nói rồi sai người vào bẩm cho Lý Phu Nhân hay và an ủi người. Còn mình thì lo viết sớ tâu lên thánh thượng. Thiên tử hay tinh phái ngự y tới, xong cũng không rõ đó là bệnh gì thái hậu cũng sai trần lâm tới viếng bao công mê man như vậy suốt năm ngày không ăn uống nói năng gì cả bọn bao hưng lý tài công tôn sách và bốn dũng sĩ vương mã trương triệu hầu hạ ngày đêm không rời ai nấy chỉ nhìn mặt nhau thở dài than vắng thôi sau đó có tin người đi thường châu về nói triển hùng phi không có ở nhà lão bộc hứa rằng ngài về sẽ thưa lại còn tin nhà thời ông bà đều bình an cả Triển Chiêu sau khi cứu Kim Ngọc Tiên cùng Vương Triều chia tay tới nay, chỉ sớm xem phong cảnh các nơi danh thắng, chiều lại cùng các sải nơi Phật Am. Nghe tình bao công tìm được quốc mẫu, thăng chức thừa tướng, Triển Chiêu vui mừng vô hạn. Bèn nghĩ rằng, đã như thế ấy, thời ta còn e gì lại không tới phủ khai phong một phen. Ý đã quyết rồi, cứ thẳng đường vừa ngoạn du vừa đi tới. Một buổi trưa kia đi tới Trấn Du Lâm, lên nhà hàng uống rượu, vừa cất chén uống. Thấy có một người đàn bà đi tới, áo quần rách rưới, mặt mày mét xanh, hình vóc ốm ao, rất là tiều tụy. Một lát người ấy tới trước mặt nói rằng, nội gia là Vương Thị, chồng là Hồ Thành ở tại thôn Tam Bảo, nhưng gặp năm hạn mất mùa, không lấy chi nuôi được thân, rủi chồng và mẹ chồng phải bệnh nặng, thuốc men đã chẳng có, cơm nước lại không, muôn phần nguy hiểm, nội gia phải đánh liều đi xin cầu quý quân tử mở dạ từ bi cứu cho chút ít. Triển chiêu thấy người đàn bà nói tha thiết bèn móc túi một đỉnh bạc và dặn rằng thím nên đem bạc này về lo thuốc men cho mẹ chồng và chồng thím còn dư bao nhiêu làm tiền dưỡng bệnh đừng có đi nghêu ngao xin xỏ nữa không nên người đàn bà nhìn thấy đỉnh bạc ấy rất nhiều ước hơn ba lượng thời không dám lấy nói rằng quân tử có lòng làm phúc xin một vài đồng là đủ nô gia không dám nhận nhiều triển chiêu lấy làm lạ hỏi rằng ta đã cho sao lại từ không lấy Người đàn bà đáp, thưa quý khách, lòng tốt của ngài con xin đội ơn mãi mãi. Sông e đem bạc này về mẹ chồng và chồng của con sinh nghi, hóa ra chẳng phụ lòng tốt của ngài sao. Triển chiêu chưa biết nói sao, người chủ lầu nghe vậy chạy lại nói rằng, thím đừng ngại chuyện đó, quân tử đã có lòng tốt thời cứ nhận đi. Nếu sau có chuyện gì cứ bảo chồng thím lại đây nói tôi, tôi sẽ làm chứng cho. Triển chiêu nghe dứt lời, khen là phải. Ai dè bên cạnh có một đứa vô lại tên là Lý Di Tính hay Vu Trá. Thấy vậy liền bước lại trước mặt triển chiêu mà rằng, quan khách chớ nên cho người đàn bà ấy nhiều tiền như vậy. Đó là cái nghề kiếm ăn của chúng đó. Trước đây ít lâu, có người cho y bạc, bị chồng y nghi, sinh ra lắm chuyện lôi thôi, bước lấy 100 lượng bạc mới chịu thôi, không thì kiếm điều xấu hổ vu cho. Bây giờ quan khách cho y bạc, e chốc lát chẳng khỏi chồng y lại sinh sự lôi thôi nữa. Triển chiêu nói không chú ý, song bụng nghĩ rằng, nếu quả nói dối gạt, ta cũng không lo gì, sợ là sợ kẻ khác mắc lừa mà thôi. Bây giờ ta vô sự, cũng nên đi tới thôn Tam Bảo, coi xem quả vậy sẽ trừng trị chúng nó một phen để răng kẻ khác. Nghĩ rồi tính tiền trả nhà hàng, rồi xuống lầu nhắm thôn Tam Bảo đi tới. Đi một đổi thời trời đã tối, thấy bên đường có một cái am đạo sĩ hình kiết, đi bái đàn phương xa, nên trong am chỉ có hai tiểu đạo là Đàm Minh, Đàm Nguyệt ở mà thôi, mé bên tay cho khách ở, tới đến hết canh hai, triển chiêu tỉnh dậy, lén ra khỏi điện đi lại thôn Tam Bảo, ai dè qua một chỗ kia đèn đốt sáng trưng và có tiếng chuyện vãng rầm rì. Triển chiêu bèn nhảy lên tường dầm xuống thấy tên đạo sĩ đương nói chuyện với một người con gái. Bèn lắng tai nghe. Người con gái nói rằng, chúng ta lập kế như thế, nhưng không biết chị hai về bên họ có chịu hay không chưa biết. Đạo sĩ nói, nếu họ không chịu thời còn nhạc mẫu lo, mình lo gì chuyện ấy, mệt. Triển chiêu không hiểu chuyện gì, quay mình bỏ đi, chợt nghe đứa con gái ấy nói tiếp rằng, chàng nói bàn thái sư muốn hại bao công. Chuyện ấy làm sao thuật lại cho thiếp nghe thử. Triển chiêu giật mình dừng lại rình nghe, tên đạo sĩ kia đáp rằng, em chưa biết việc đó, để tôi nói à nghe, vải trang phép của thầy ta hay lắm, bá phát bá trúng, bây giờ đương thiết đàn tại hoa viên của bàn thái sư được năm ngày rồi đợi đúng 7 ngày thì xong, chừng ấy được đền ơn một ngàn lượng. Chúng ta sẽ ăn cắp rồi cao chạy xa bay tìm nơi an hưởng, vợ chồng ta thỏa thích biết bao. Triển chiều nghe xong, lật đật trở về gom góp hành lý ra đi không thèm cáo từ ai hết, ra đường nhắm thành biện lương đi thẳng. Chẳng bao lâu tới thành, thời cửa đã đóng không sao vào được, liều dùng phép leo thành, vào được trong rồi bèn tìm tới phủ thái sư, vòng ra sau hoa viên thấy cao tháp pháp đà, trên ấy đèn đuốc sáng trưng, có một đạo sĩ già bỏ tóc xõa thấp hương làm phép. Triển chiêu lén lén đi lên đài, lại sau lưng đạo sĩ rút gươm ra. Hình kiết đương làm phép, chợt nghe sau gáy có hơi lạnh, liền quay đầu lại nhìn thấy triển chiêu đôi mắt chầm chầm hô đau một cái hào quang nhoán ra. Rầm! Bình để trên bàn vỡ đôi, đạo sĩ thất kinh hồn vía, ré lên một tiếng rồi chạy thẳng xuống đài. Triển chiêu tức tốc chạy theo chém đạo sĩ chết ngã lăn, rồi trở lên đài xem xét, thấy trên bàn máu dơ lên láng mãn bình dọc ngang. Triển chiêu thấy có một cái hình người bằng cây, bèn lượm và lấy tấm khăn bàn gói lại, rồi đi xuống lượm thêm cái đầu của hình kiết nữa, nhắm thư phòng của bàn thái sư đi tới. Thật là, mưu hại bao công chưa tuyệt mạng, mà hồn đạo sĩ sắp chầu trời.